Mới hôm qua nói chuyện với ông bạn người Malay đã lấy vợ được 23 năm. Vì mới lấy vợ nên tôi tò mò hỏi ông: thế ông với vợ vẫn còn yêu nhau chứ? Ông bạn nghĩ một lát rồi mới trả lời: we still love each other, we no longer in love though. Tôi xin giữ nguyên văn câu tiếng Anh để làm nổi bật sự khác biệt. Trong tiếng Anh, love là hành động yêu, cũng có danh từ là tình yêu. Fall in love là siêu lòng một ai đó, nôm na theo ngôn ngữ trẻ bây giờ là đổ ai đó. Còn in love là một trạng thái tình cảm khi hai người còn say đắm nhau. Câu trả lời của ông bạn bên trên có thể hiểu là: chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng không còn mê say nhau như ngày đầu nữa. Nó làm tôi thật sự nghĩ rất nhiều về mình và vợ mình, bố mình và mẹ mình, anh trai và chị dâu và tất cả những gia đình xung quanh mà tôi biết. Love như một thói quen. Hai mối tình trước của tôi đều là những cô gái tốt, ai lấy được họ làm vợ thì quả thật là may mắn. Khi trong mối quan hệ tình cảm với họ tôi đã nghĩ vậy, và bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Ấy thế nhưng khi bên họ, tôi vẫn luôn thấy cảm giác có thứ gì đó thiếu thiếu. Chúng tôi rất hiếm khi cãi nhau, cũng không có nhiều quan điểm trái ngược, sở thích thì khác nhau, nhưng nhìn chung tôi và họ đều ở bên nhau trong hòa thuận. Nếu khi đó có người hỏi tôi có yêu họ hay không, chắc chắn tôi sẽ nói có. Ấy vậy thì tại sao chúng tôi vẫn chia tay sau một khoảng thời gian dài gắn bó bên nhau? Mãi tới sau này khi nhìn lại tôi mới nhận ra, sống hòa thuận thực ra là không đủ, và love không thôi là không đủ. Nhìn rộng ra một chút, có lẽ với nhiều người, tình yêu hiện tại chỉ đơn giản là một cảm giác thân thuộc. Chúng ta nói chữ yêu và nghĩ tới hành động như chăm sóc, ôm ấp, hôn hít, tình dục, nhiều khi là thói quen hay cảm giác trách nhiệm. Dễ thấy nhất với tôi là ba mẹ tôi, cô chú tôi hay một số gia đình khác mà tôi biết được. Theo thời gian, vì nhiều lý do họ cãi nhau, chửi bới nhau, không còn tình yêu hay thậm chí lòng tôn trọng dành cho nhau. Nhưng cũng có quá nhiều lý do khiến họ không thể bỏ nhau, nên họ tự cho phép mình dùng chữ yêu để hợp lý hóa sự ở lại vô lý của mình. Nếu một người đổ bệnh, người kia vẫn sẽ gác lại mọi thứ để chăm sóc, và họ nói đó là bởi vì họ vẫn yêu nhau. Liệu đó là in love hay là love? Lý do phổ biến nhất ở các gia đình Việt Nam tôi thấy được của việc họ ở lại khi đã fall out of love là do áp lực bỏ chồng, vợ thì bị dị nghị, do nghĩ mình đã quá tuổi để có thể bước tiếp với một người nữa, do tài chính không cho phép và vì con cái. Khi cha mẹ đã không thể hạnh phúc bên nhau thì con cái là người hứng chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu cứ cố ở lại một mối quan hệ không thể hàn gắn được nữa về cái lý do con cái, thì con cái sẽ liên tục phải chứng kiến những cãi vã giữa hai người mà chúng yêu thương nhất, hai người mà vốn dĩ phải là một tấm gương về một gia đình hạnh phúc để chúng sau này có thể noi theo. Vì vậy, với tôi lý do vì con cái là lý do ích kỷ và lừa dối nhất mà cha mẹ có thể làm với các con trong hoàn cảnh này. Với những người trẻ tuổi, nhất là những ai chưa xác định được rõ bản thân mình muốn gì trong một mối quan hệ, thường sẽ bấu víu lấy những gì quen thuộc, cảm giác quen thuộc, con người quen thuộc và ngại thay đổi. Miễn là người kia vẫn quan tâm tới mình và không đánh đập mắng chửi hay làm cho mình tổn thương thì mình sẽ không cần phải rời đi. Điều này thường xảy ra với các bạn nữ hơn. Khi này, love đơn thuần chỉ là một hình thức cộng sinh. Cái quan trọng là cái sự ổn định khi love thành thói quen ấy, nó dễ bị nghiện. Nhất là nếu người kia của bạn cũng là một người tốt, biết trân trọng bạn, thì kể cả bạn có nhận ra là bạn đang không thực sự in love, bạn vẫn có thể hài lòng với love và ở lại với mối quan hệ ấy lâu dài, thậm chí là sẵn sàng kết hôn chỉ với love. Nhiều bạn tự cảm nhận thấy rất khó để dứt ra bởi chính người kia quá tốt với mình mà mình lại không muốn làm tổn thương người ta, đặc biệt là khi họ không làm gì sai, rồi thì mọi người xung quanh đều bảo là bạn sướng khi có được người đó. Love cũng có thể là khi bạn đã từng in love điên cuồng với một người hay nhiều người trước đó, chuyện không thành, con tim bạn trở nên mệt mỏi và muốn tìm tới một sự lựa chọn an toàn. Điều này được phản ánh ở một trong những lời khuyên khá phổ biến cho con gái ngày nay, rằng các bạn nên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu. In love là thế nào? Mãi tới mối tình thứ ba, cũng là vợ tôi bây giờ, tôi mới được trải nghiệm cảm giác fall in love. Nếu như ở hai mối tình trước, tôi còn có thể nghĩ được rằng thôi thì cứ yêu thử xem sao, thì khi gặp vợ tôi hoàn toàn không có được lý trí đó. Ngược lại, thời gian đầu tôi đã cố dùng lý trí của mình để không siêu lòng em, bởi vì tôi thì đang sống ở Úc, khi gặp em là tôi về Việt Nam chơi, còn em thì có ý định đi Pháp du học. Từ những người thật, việc thật mà tôi từng chứng kiến yêu xa thì 100% là chia tay. Ngoài ra, em còn là con của bản thân ba mẹ tôi. Tôi sợ lỡ hai đứa sau này chia tay sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bên ba mẹ.
Lý trí thì bảo tôi vậy, nhưng ngày đầu tiên gặp em sau 11 năm xa cách, cứ nghĩ là chỉ gặp lại em hàng xóm ngày xưa chính tay mình bồng bế, ai dè lại làm tim tôi lệch nhịp không rõ lý do. Quả thực tới giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao ngày hôm ấy tôi đã đổ em rồi. Và cho tới giờ sau hơn một năm yêu xa, một năm sống chung và 6 tháng nên duyên vợ chồng, tôi cũng vẫn không thể giải thích tại sao tôi vẫn siêu lòng khi nhìn thấy em ngay từ ngày đầu. Trước khi gặp em, tôi đã nghĩ với từng ấy mối tình, từng ấy lần tan vỡ thì trái tim tôi không ít thì nhiều cũng phải chai sạn và khó yêu. Tới khi hai đứa lên kế hoạch kết hôn, tôi đã được chuẩn bị sẵn tinh thần từ các bậc đàn anh đi trước. Theo thời gian thì kiểu gì tình yêu nó cũng nguội đi, chỉ còn lại tình thương thôi. 6 anh kết hôn thì cả 6 anh đều dạy như vậy. Vậy nhưng tới giờ, hàng ngày, tôi vẫn cảm thấy in love, rằng mình muốn ở bên cô ấy, cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được như vậy. Nó giống như trong phim Groundhog Day, khi mà mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều cảm thấy rung động với cô gái ấy theo một cách thật tươi mới. Nếu bạn đã từng yêu ai đó trước đây, thì giai đoạn đầu khi hai bạn mới là của nhau, đó thường chính là cảm giác in love. Ngay cả suy nghĩ về việc được gặp người đó cũng khiến bạn cảm thấy hào hứng, phấn khích. Bạn có một sự tò mò bất diệt về người ấy đang làm gì, thích ăn gì, đã ăn trưa chưa, có bị ai bắt nạt ở chỗ làm không, ngày hôm nay của người ấy có gì xảy ra, vân vân. Tôi muốn biết mọi thứ về người ấy, muốn nữa, dù đã biết nhau được vài tháng, chính thức yêu nhau được 2 tuần, gần như đã biết tất cả về nhau, nhưng thời gian bên nhau chưa bao giờ là đủ. Bạn dường như không thể giải thích được tại sao vừa mới rời xa nhau cách đây 5 phút đã thấy nhớ nhung. Cũng khó có thể hiểu được tại sao bạn muốn update mọi thứ về người ấy từng giây từng phút khi hai bạn ở xa nhau. Và còn rất nhiều thứ khó hiểu khác không theo một công thức nào cụ thể, khiến bạn không thể giải thích được tại sao bạn lại yêu người ấy và tại sao lại yêu nhiều đến thế. Có rất nhiều lý do để làm một người trở nên hấp dẫn, đáng để yêu, đẹp trai xinh gái, tốt bụng, tài năng, sâu sắc. Nhưng rồi bạn cũng sẽ gặp một người đẹp hơn, tài năng hơn, bản lĩnh hơn người bạn yêu. Thế nhưng tại sao bạn vẫn in love với chỉ một người ấy? Chịu, và với tôi, khi bạn chịu như vậy, tức là bạn đang in love. Stay in love. Nếu như fall in love có thể xảy ra trong một khoảnh khắc, cũng có thể xảy ra sau vài tuần tiếp xúc, thì stay in love là một bức tranh toàn cảnh và lâu dài hơn. Những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm thường mong muốn có một mối quan hệ lâu dài, nhưng rất ít người nghĩ tới việc làm thế nào để nó trở nên lâu dài, và càng ít người nghĩ tới việc họ muốn sự lâu dài ấy như thế nào. Love cũng có thể đem lại cho bạn một mối quan hệ lâu dài, nhưng bạn có muốn vậy không? Rất nhiều mối quan hệ ngoài kia bắt đầu bằng việc fall in love, nhưng không phải là fall in love với nhau, mà là fall in love với những hình ảnh tạo dựng của nhau. Nó có thể là hình ảnh bạn tạo dựng lên để làm người kia siêu lòng, tức người mà người ấy đổ không phải là bạn, mà là hình ảnh hoàn hảo mà bạn tạo ra. Nó cũng có thể là hình ảnh mà bạn thần tượng hóa người kia lên, tức bạn đã đổ người mà bạn nghĩ là hoàn hảo, là vẻ đẹp vô cùng. Dù nó là gì, thì nó đều không thật, để rồi khi đã trong mối quan hệ chính thức rồi, hai người mới nhìn thấy cái thật của nhau, thất vọng về nhau, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, không được xử lý đúng đắn hoặc là không thể xử lý, bào mòn cái nhiệt của in love, để từ đó hai người fall out of love. Đó là lý do tôi thường khuyên mấy đứa em của mình, hãy là mình khi hẹn hò, đừng ngại bày tỏ sự bất đồng quan điểm, đừng ngại phơi bày những tính xấu của mình, đó là sự chân thành, mà chân thành là nền tảng của hạnh phúc. Nếu cả hai người cùng thật với nhau ngay từ những ngày đầu tiên hẹn hò, thì kết quả sau đó dù là gì cũng đúng. Đừng quên để ý xem cách họ giải quyết khác biệt giữa bạn và họ ra sao. Hai bạn là hai cá thể riêng biệt, dù có hợp nhau đến mấy vẫn có sự khác biệt. Đến bố mẹ hay anh chị bạn nhiều khi còn cãi nhau với bạn, thì sao có thể tránh khỏi mâu thuẫn với một người lạ ngoài kia. Nếu bạn hoặc người ấy luôn bắt người kia phải thay đổi theo ý mình, hoặc lựa chọn lờ những mâu thuẫn đi để nó mãi tồn đọng chờ ngày bộc phát, thì dù in love thì mối quan hệ ấy cũng không được lành mạnh cho sức khỏe tinh thần của hai người. Thật và in love chỉ là cái móng. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tôn trọng và mang tính xây dựng là một trong rất nhiều những kỹ năng mà cả hai người phải học để giữ lửa in love được vững chắc. Vậy nên đừng nghĩ mình có in love đủ nhiều là sẽ vượt qua được tất cả. In love vẫn cần có lý trí. Ở bài viết Hôn nhân lên có lý trí, tôi đã nói tới tầm quan trọng của lý trí trong việc quyết định kết hôn. Nhưng thực ra, ngay từ khi bắt đầu hẹn hò và cả khi bạn đang say tình khi đang in love, dù bạn là nam hay nữ, vẫn cần rất nhiều lý trí. Bạn thử nghĩ xem, đã qua bao nhiêu lần bạn có xích mích với người kia, bạn đã lựa chọn ngó lơ hoặc bỏ qua mâu thuẫn ấy. Vì vậy, hoặc là bạn cứ im lặng một thời gian, rồi vì nhớ quá mà gọi lại cho người kia, hoặc là người kia chỉ cần nói vài câu dỗ dành xin lỗi mà không giải quyết được triệt tiêu mâu thuẫn.
Rồi thì cũng đã bao nhiêu lần bạn thấy những dấu hiệu rằng người đó không còn quan tâm mình như trước, nhưng vẫn tự nói với bản thân là vì người ấy bận không có nhiều thời gian, hay người ấy có nhiều stress, và im lặng giấu đi nhu cầu được quan tâm của mình thay vì bày tỏ với người ấy. Rồi cũng đã bao nhiêu lần bạn được crush rủ đi chơi, thấy người ấy vứt rác ra đường, bạn thầm nghĩ, đời người cũng vứt thế có sao đâu, hay mình không muốn nhắc người ấy vì sợ người ấy ghét mình. Bao lần đi hẹn hò với người bạn đang cảm mến, thấy người ấy to tiếng với nhân viên phục vụ và nghĩ người ấy hẳn phải có lý do mới làm như thế. Bao lần bạn nhận thấy điều gì đó không ổn từ người ấy và nghĩ, nhưng rồi sẽ có những cái khác bù vào được, mình yêu nhau rồi sẽ chịu được thôi. Tôi vẫn sẽ nói rằng dù bạn là nam hay nữ thì vẫn cần lý trí trong chuyện tình cảm, và các bạn nữ thì càng phải học cách để có nó. Đừng tự huyễn bản thân mình nữa, bạn cần có lý trí trong tình yêu, bạn biết điều đó và bạn nên học cách làm được điều đó. Đừng đổ cho tôi là con gái để buông thả bản thân theo cảm xúc, để rồi sau này lại kêu hận đàn ông nhé. Và bạn có đang thực sự in love với ai đó không? Hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích đọc những bài viết như này, hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!